Ok, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của Jenny. Thì hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một ứng dụng có trong điện thoại của mình rất là hay. Đó là ứng dụng Google Dịch. Đại đa số các bạn chắc hẳn cũng biết Google Dịch là gì rồi. Nhưng mà trong Google Dịch có một cái tính năng chắc là các bạn không biết. Đó là Real Time Translate, có nghĩa là dịch thời gian thực. Ứng dụng này có tác dụng là dịch ngôn ngữ thông qua hình ảnh trong thời gian thực luôn. Mình đã nhờ chị Phương đi Hàn Quốc và mua cho mình một đống đồ ăn Hàn Quốc của hãng Daedu. Thì mình sẽ sử dụng cái ứng dụng này, mình sẽ dịch tất cả những cái đồ ăn này. Đây sẽ là cái hộp đầu tiên mà mình dịch. Ồ, cái hộp này được thiết kế khá là đẹp. Mình không biết là cái gì nhưng mà có vẻ như là đậu hay sao, đậu hay là nho gì đó. Và có vẻ như nó không có vừa. Em mình nghĩ trong đây là sẽ là một miếng bánh hay là hai miếng bánh đây. Mình nghĩ là vậy. Ok, không biết cái gì ở trong thì bây giờ mình sẽ dịch thử nó nha. Wow. Ồ, cái kẹo này nó có ghi ở đây là, để mình dịch sang tiếng Việt nha, thì nó không 0% sodium, không có chất, 0% chất béo xấu nè. Và 0% cholesterol nữa. Ồ, ghê thật chứ. Nếu bạn nào đang cần giảm cân mà muốn ăn đồ ăn thì các bạn có thể ăn những cái này để thỏa mãn cái cân thèm của bạn nhé. Mình sẽ bắt đầu ăn thử cái này coi cái kẹo này sẽ như thế nào. Ồ, như chỉ có hai miếng thịt ở trong một cái hộp như vậy thôi các bạn ơi. Nếu mà nhìn sơ qua các bạn có thể mình sẽ nhầm với lại kẹo chuối của Việt Nam á. Mình nghĩ là mình sẽ nhầm với kẹo chuối của Việt Nam. Ở đây nó có hướng dẫn sẵn cái cách mở bao đây này. Thì mình sẽ mở lại cái bao này ra. Đúng người Hàn Quốc ha. Nó chuẩn bị sẵn cho mình tất cả mọi thứ luôn đây. Rồi, ta sẽ thử ăn. Mình cảm giác mới đầu vô cảm nhận của mình á là khá là mềm. Cảm thấy khá là mềm. Có mùi đậu đỏ nữa. Ngon quá. Rồi mình cứ mường tượng ở trong đầu á, là nghĩ trong đầu là nó giống bánh kem kẹo chuối thì nó sẽ còn giống chuối thôi, nhưng mà không, nó khá là ngon, có vị đậu đỏ luôn, và ở trong đó hình như có cả đậu đỏ ở trong luôn sao á. Nếu bạn mà muốn thấy thì đây bánh nó khá là mềm, rất là dễ ăn nha. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng tới với sản phẩm tiếp theo nhé. Wow, cái này bánh này không biết là cái gì, mình nhìn thấy ban đầu á mình sẽ nhìn thấy nó giống như là bánh quy, lại có một tí rong biển, và ở đây có một cái đoạn cong rong biển ở đây nè, có vẻ như là nó rắc rong biển lên trên cái bánh quy vậy. Cái này lạ. Ok, để mình thử dịch cái chữ ở đây coi nó ra đây là bánh gì nhá. Thế có vẻ như là bánh này là bánh gạo các bạn ơi, bánh gạo luôn á. Thì mình chưa bao giờ mình thấy được là gọi là cái bánh gạo mà nó có màu nâu vàng như vậy. Trước giờ mình ăn bánh gạo toàn đa số nó màu trắng. Nếu các bạn có ăn rồi thì mình đa số là thấy bánh gạo nó màu trắng. Ok, mình không tin là cái bánh này nó lại không có chất béo. Nếu bạn không biết thì có hai loại chất béo ở đây, thì chất béo không bão hòa và chất béo bão hòa. Chất béo không bão hòa nó làm tăng lượng cholesterol trong máu và làm các bạn bị bệnh tim mạch. Còn chất béo bão hòa thì nó sẽ rất là tốt cho não của bạn phát triển. Bây giờ mình sẽ dùng cái app này để mình dịch thử cái thành phần ở trong cái bánh này như thế nào nha. Ok, coi. Thiệt luôn, ở đây nó ghi là không gram chất béo các bạn ơi, không gram chất béo. Rồi bây giờ thực sự là mình tin rồi, thì mình tin là những người Hàn Quốc họ rất là quan tâm đến cái sức khỏe của họ, và có vẻ như họ rất là sợ bị béo ha. Rồi và nó còn ghi ở đây nữa là cái bánh này được làm từ loại gạo ngon nhất của Hàn Quốc luôn. Thì không biết là liệu cái bánh này nó có ngon thực sự hay không, thì bây giờ mình sẽ thử mở ra và ăn thử nó như thế nào nha. Rồi đây chúng ta sẽ mở hộp bánh này ra xem nè. Ôi trời, bây giờ tính ra là cái này nó bằng với cái kích thước của cái hình minh họa luôn, là nó y chang, nó không có phát kiểu giống như mấy cái nhãn hàng của Việt Nam, phải không? Nhãn hàng Việt Nam nó hình to bự ở giữa đây và ở trong bánh nó bé xíu à. Ở đây nếu bạn thấy rõ thì được rồi để mình mở ra cho coi. Ok, thì mình sẽ lấy ra cho bạn coi. Wow, trong một cái bịch này có đến ba cái bánh lận, một bịch này đến ba bánh. Ô, các bạn có thể thấy được ở đây là nó có trong biển thật luôn các bạn ơi, nó không có phải là hình minh họa nữa, đây là hình thiệt luôn. Rồi theo cái cảm nhận đầu tiên của mình là cầm vô là nó khá là giòn. Ủa, bánh này vị rất là ngon các bạn ơi. Và mình còn ngửi thấy một cái rong biển nhẹ nhẹ trong đó nữa. Rất là ngon. Và đây là lần đầu tiên mình thấy là rong biển nó được đổ bỏ trên một cái bánh gạo. Chúng ta thử bẻ này ra. Nó rất là giòn ha. Wow, ngon lắm. Thì ok, mình sẽ thử mở tiếp hai cái sản phẩm còn lại coi nó sẽ ngon như thế nào nha. Ok, và đây là sản phẩm tiếp theo. Mình nghĩ là mình không cần dịch cái bánh này đâu, bởi vì cái bánh này chúng ta sẽ thấy rõ ràng một cái hình con cá rất là to ở đây. Mình nghĩ đến cái này gọi là bánh cá luôn rồi.
có vẻ như nhân của nó có màu nâu đây, mình không biết là nhân này nhân gì, nhân sô cô la hay gì đó, và nó có cả hạt ở bên trong cái bánh này, bên trong cái nhân nữa. Wow, nhìn ở bên ngoài chúng ta thấy được cái bánh ở bên trong rồi đây. Bây giờ chúng ta sẽ mở nó ra và coi bên trong nó có gì nha. Đây. Ôi, một con cá thiệt. Việc đầu tiên mình cảm nhận thấy đó là cái bánh này rất là mềm luôn. Rất là mềm. Sờ rất là mềm và hình con cá được làm rất là đẹp ở đây. Ok, bây giờ mình sẽ mở nó ra. Mở giữa ra coi thử coi. Wow. Ở cái mùi này quen quen từ tí. Để mình ăn thử cái này các bạn coi. Có vị bánh quy và một cái vị khá là quen giống kẹo hồi nãy. Mình nhớ rồi, cái vị này là vị đậu đỏ bạn ơi. Vị này vị đậu đỏ. Ngon thiệt á. Nhắc đến đậu đỏ thì cho các bạn nào không biết thì đậu đỏ giúp các bạn làm đẹp da nè, giảm cân và giúp các bạn phòng ngừa một số bệnh ung thư nữa. Những bạn nào mà muốn làm đẹp thì nên ăn nhiều bánh này vô. Và ngày xưa nếu bạn nào không biết thì phụ nữ Hàn Quốc ngày xưa người ta hay dùng đậu đỏ, người ta sẽ bỏ vào túi màu đỏ và để dưới gối. Họ nghĩ cái cách đó có thể dùng để xua đuổi tà ma ha. Nên đậu đỏ có rất là nhiều cái công dụng. Để mình thử dùng dịch cái này chứ đi, coi có đúng là đậu đỏ không, mình sợ mình sai lắm. Đúng, cái này là đậu đỏ thiệt nè. Cái này đúng là nhân đậu đỏ luôn, bánh cá nhân đậu đỏ. Và ok, ở đằng sau thì để xem thế nào nhé. Đúng là kiểu người Hàn Quốc người ta rất là coi quan trọng cái sức khỏe của họ, nên họ làm những cái sản phẩm gần như là không có chất béo luôn bạn, không có chất béo xấu luôn đó. Không có chất béo xấu nên các bạn nên thường xuyên mua những cái bánh này để ăn thì nó sẽ tốt cho sức khỏe của bạn. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo nha. Ok, chúng ta cùng tới với sản phẩm tiếp theo nha. Banana. Ê, bánh chuối. Chuối à, nghe tới kiểu banana mình nhớ tới cái thằng cái ông anh mà hay đi ăn vụng đồ ăn của mấy thằng em. Nếu mình nhìn sơ sơ đây chúng ta biết cái hình dáng của cái bánh này như thế nào rồi. Chuối, hình chuối và nhân cũng là chuối luôn. Đây, các bạn có thể thấy bánh chuối và nhân chuối. Ok, mình cam đoan với bạn là cái bánh này nó không có bất kỳ một cái chất béo xấu nào luôn. Bạn không tin sao? Đây, đây, mình sẽ dịch cho các bạn coi luôn. Đấy. Đây, từ từ, gần lại đây. À, đấy các bạn có thể thấy chữ trans fat không gram thì đó là chất béo xấu, không gram chất béo xấu nha. Thì rồi bây giờ chúng ta hãy cùng bóc cái bánh này ra và ăn thử rồi nè. trong này toàn tiếng Hàn không à. Cái bánh này quả chuối. Ok, thôi kệ chuối vậy thôi, mình cứ vô mình ăn thôi chứ. Ôi ngon vậy. Ok, ta sẽ thử ăn nha. Ok, đó nhìn sơ sơ bạn đây, bạn thấy là nó khá là giống với cái hộp ở đây. Đây các bạn thấy nó khá là giống với cái ảnh bìa hộp. Rồi. Ok. Mềm. Nó mềm vậy. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử ăn nha, cho dù thấy hơi tội lỗi. Đúng rồi. Mềm, ngọt và nói chung nó có vị chuối á, vị chuối rất là ngon luôn. Nhưng mà mình thấy hơi, thật sự là mình thấy muốn nhắc lại là mình thấy hơi tội lỗi khi mà ăn cái bánh này một mình và ăn chuối. Nhưng mà em xin lỗi ăn chuối. Ok, đến với sản phẩm tiếp theo. Với sản phẩm này thì mình tạm thời không dùng cái áp dịch nha, thì mình sẽ sử dụng cái áp dịch sau để mình kiểm chứng. Thì với sản phẩm này thì mình sẽ ăn và mình sẽ đoán thử cái vị của nó như thế nào. Thì trước tiên thì nhìn sơ qua thì chúng ta sẽ thấy thì cái sản phẩm này nó kiểu khá là nứt và có khá là nhiều mảnh vụn. Thì có lẽ là các bạn sẽ đoán là cái sản phẩm này khá là giòn. Nhưng mà khi mình sờ cầm vô rồi á thì các bạn sẽ thấy là nó khá là mềm luôn á. Mềm hơn những gì các bạn tưởng tượng. Ok, bây giờ mình sẽ mở cái gói bánh này ra và ăn thử xem vị nó như thế nào nha. Ok, mình cắt để mình tránh cái logo này ra để tí hồi chúng ta còn dịch để coi cái bánh này vị gì nữa. Ok. Ủa, cái bánh này rất là mềm các bạn ơi. Có vẻ như ở giữa nó còn có nhân nữa kìa. Đấy, để chúng ta thử coi. Bánh này nó khá là ngọt. Theo mình nhận thấy ban đầu á thì nó kiểu bông lan á. Cái vỏ bên ngoài bánh bông lan, nhưng mà ở bên trong nếu bạn có thể thấy được thì cái bánh này cái nhân nó khá là giống màu nhau, cái nhân và cái bánh nó khá là giống màu nhau, nhưng mà mình thấy được cái vị khá là rõ của vị cam. Đó, vị cam mình nghĩ đây sẽ là gọi là bánh cam. Mình nghĩ là như vậy đúng thì tôi cắn thì miếng. Bây giờ này thử dùng Google dịch để dịch cái này ra xem coi cái bánh này có phải bánh cam nha. Ấy cái chữ orange. Bánh cam chắc luôn rồi, bánh cam rồi, bánh mình biết, mình tin, mấy bạn tin tưởng mình đúng không? Cái này bánh cam rồi. Yeah.
Ok, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về những cái ứng dụng hay ho có trong điện thoại của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, share video và nhấn vào nút đăng ký để đón xem được những video mới nhất từ kênh channel của mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.